hay ánh sáng? Thiên thần báo thù, bộ phim đặc sắc mang đậm chất Nam Mỹ. Bây giờ tôi sẽ giải thoát cho anh mãi mãi. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 10. Nhanh chóng, dễ dàng, thuận lợi, song cũng phải đối mặt với nhiều rủi ro. Bán hàng khiến người dân gặp rất nhiều khó khăn trong việc đổ xăng. Thì ngày hôm nay bán tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn. Phương án được đưa ra là các cửa hàng phải đảm bảo hoạt động tối thiểu 12 giờ một ngày, kể cả thứ là các cửa hàng bán lẻ xăng dầu tự xác định thời gian.